Xin kính chào quý khách hàng và các bạn. Xin chào mừng quý khách hàng và các bạn đến với Mr. Toyota. Và thời điểm này là cuối tháng 2 và đầu tháng 3, em tôi xin phép gửi video cập nhật tình hình thị trường xe Toyota tại thời điểm đến quý khách hàng và các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với mẫu xe Toyota Camry. Thì hiện nay Toyota Camry sau qua Tết thì đã có phần hạ nhiệt hơn. Và cái chúng ta đã có xe có khả năng là giao ngay và có hai màu chủ đạo là màu trắng và màu đen. Nếu như quý khách cần màu đỏ thì có thể là đặt hàng với thời gian lâu hơn. Thì quý khách muốn liên hệ đặt xe Camry có thể gọi cho số hotline của tôi, số 0907008855. Thì tôi có xe giao ngay với mức giá hợp lý dành cho quý khách. Rồi, chúng ta di chuyển qua dòng xe tiếp theo. Thì mẫu xe Toyota Yaris thì hiện nay nguồn cung cũng đã ngưng rồi. Chỉ còn một vài xe nữa là chúng ta sẽ kết thúc mẫu xe Toyota Yaris này trước khi chúng ta sẽ bán cái Yaris tiếp theo với tiêu chuẩn Euro 5. Thì khi mà cái xe này là tiêu chuẩn Euro 4, còn khoảng 2 đến 3 xe để bán. Đối với xe Toyota Yaris Euro 5 thì sẽ tăng giá đâu đó khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu một chút. Thì quý khách có thể cân nhắc chọn mẫu xe Toyota Yaris với Euro 4 và giờ có xe giao liền với mức giá đang khuyến mãi giảm giá rất là tốt, tương đương với chương trình giảm 50% trước bạ của các xe lắp ráp trong nước. Thì xe Yaris nhập khẩu cũng đang áp dụng chương trình giảm 50% trước bạ để cạnh tranh với các mẫu xe lắp ráp trong nước. Thì quý khách hãy liên hệ với số hotline của tôi để biết được chương trình khuyến mãi tốt nhất dành cho mẫu Yaris này nha. Rồi, chiếc xe sử dụng chung động cơ và khung gầm với chiếc Toyota Yaris. Tuy nhiên là Toyota Vios thì là xe lắp ráp trong nước, thì nguồn cung dồi dào hơn và cũng là mẫu xe bán chạy thường xuyên, nằm trong top 1 xe bán chạy tại Việt Nam. Hiện nay đối với Toyota Vios, sau Tết thì đã bắt đầu có chương trình khuyến mãi tốt hơn so với thời điểm trước Tết. Đại lý đã có chương trình giảm giá và tặng phụ kiện dành cho mẫu Vios này. Ngoài ra thì với việc là xe lắp ráp trong nước cho nên là Toyota Vios đang được ưu đãi 50% trước bạ từ phía chính phủ. Thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp với hotline để chúng ta chọn được mẫu xe Vios và được tư vấn cụ thể hơn và chương trình khuyến mãi tốt nhất. Rồi, tiếp theo là mẫu xe Toyota Corolla Cross. Thì Toyota Corolla Cross hiện nay như quý khách đã thấy ở đây thì đã được nâng cấp nhẹ so với xe 2021. Đối với những xe 2022 thì xe được nâng cấp lên là tiêu chuẩn khí thải từ Euro 4 lên Euro 5, cải tiến thêm một chút ở phần hệ thống radar cruise control. Thì DRCC nghĩa là hệ thống ga hành trình tự động thì bây giờ đã hoạt động ở mọi dải tốc độ rồi, từ 0 km. Đối với thời trước thì radar cruise control chỉ hoạt động ở dải tốc độ từ 30 km trở lên thôi. Như vậy với Corolla Cross hiện nay đang là dòng xe crossover bán chạy số 1 tại thị trường Việt Nam với 3 dải sản phẩm từ Cross G như quý khách thấy ở đây, thì đang có mức giá điều chỉnh là 730 triệu đồng và Cross 1.8V thì có mức giá là điều chỉnh lên là 830 triệu đồng và xe Corolla Cross Hybrid phiên bản HV thì có mức giá sau đời 2022 sau khi điều chỉnh là lên từ 901 lên 902 triệu, mỗi phiên bản tăng giá 10 triệu. Quý khách hãy liên hệ với hotline của tôi số 0907008855 để chúng ta có chương trình khuyến mãi tốt nhất cho mẫu xe Cross này nha. Và thưa quý khách hàng và các bạn, trước khi tôi đến với thông tin của chiếc xe tiếp theo thì tôi cũng xin phép chia sẻ một vài thông tin về những dòng xe sắp ra mắt sắp tới của Toyota. Sắp tới vào đầu tháng 3 này, Toyota Việt Nam sẽ giới thiệu phiên bản Toyota Corolla Altis mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có 3 phiên bản G, phiên bản V và lần đầu tiên sẽ có phiên bản Altis Hybrid. Tương tự như Corolla Cross thì Altis cũng sẽ có 3 phiên bản như vậy. Mức giá thì mức giá chính xác thì chưa được tiết lộ, sẽ được công bố vào thời điểm đầu tháng 3. Tương tự như thế thì để thay thế cho Toyota Rush tại thị trường Việt Nam thì sắp tới đây vào đầu tháng 3 Toyota cũng sẽ ra mắt phiên bản xe Toyota Veloz Cross với hai phiên bản Veloz Cross
và Veloz Cross Top, thì hai phiên bản nó thay thế cho chiếc Toyota Rush, và đồng thời cũng có phiên bản Toyota Avanza thế hệ mới cũng sẽ được Toyota công bố với mức giá mềm hơn, dễ tiếp cận hơn trong phân khúc xe MPV 7 chỗ với giá hợp lý, giá hấp dẫn. Thì về các thông tin về Corolla Altis thế hệ mới và cũng như Toyota Avanza, Toyota Veloz, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi, số 0907008855, để tôi có thể cung cấp cho quý khách về các chi tiết, về các thông tin về kỹ thuật, thông số kỹ thuật của sản phẩm và cái mức giá dự kiến. Rồi, dòng xe tiếp theo xin gửi thông tin đến quý khách và các bạn đó là dòng xe Toyota Fortuner. Thì hiện nay Toyota Fortuner đối với xe phiên bản máy dầu một cầu số tự động thì đã giao xe thời điểm giao tháng 3. Còn với phiên bản mẫu xe đặc biệt là Legender thì tôi vẫn còn xe giao ngay với phiên bản Legender một cầu và hai cầu, thì có xe giao ngay ha, với mức giá ưu đãi dành cho quý khách nào liên hệ sớm. Còn nếu mà chúng ta hết xe giao ngay thì có thể là sẽ nhận xe vào tháng 3. Nguồn cung vẫn đáp ứng được cho nhu cầu mua của quý khách. Nhân tiện nói về chuyện nguồn cung thì do cái khủng hoảng chip trên toàn cầu và dịch Covid thì hiện nay tất cả các hãng xe không ngoại trừ, không chỉ là Toyota mà các hãng xe khác như Ford, như Hyundai vân vân, Kia, tất cả các hãng xe từ xe sang cho đến xe bình dân đều đang là thiếu xe rất là trầm trọng trong năm nay, và dự kiến tình hình này cũng sẽ kéo dài cho đến hết năm, chưa khắc phục được. Thì quý khách nếu đang có thực sự có nhu cầu mua xe thì hãy cân nhắc mua sớm để không bị lỡ kế hoạch ha. Rồi, hiện nay Fortuner thì đang chia ra làm hai dòng là vừa nhập khẩu và vừa lắp ráp. Đối với xe Fortuner máy dầu là xe lắp ráp trong nước thì sẽ được ưu đãi 50% thuế trước bạ. Điều này giúp cho quý khách tiết kiệm được từ khoảng 55 cho đến 65 triệu đồng tùy phiên bản. Thì điều này rất là lợi cho chúng ta khi mua xe Fortuner lắp ráp trong nước. Còn đối với xe Fortuner máy xăng nhập khẩu Thái Lan thì tuy không được nhà nước ưu đãi 50% trước bạ, nhưng mà về phía đại lý cũng giảm giá lên đến khoảng 30-40 triệu, thì bù đắp lại cái phần mà thiệt thòi khi mà chúng ta không được ưu đãi phía trước bạ từ phía nhà nước. Thì đó là các thông tin tôi có thể cung cấp cho quý khách. Nếu mà quý khách muốn biết chi tiết thì quý khách hãy vui lòng gọi cho số hotline của tôi nha. Vì trên video này tôi rất tiếc là tôi không thể nào chia sẻ một cách chi tiết 100% đến quý khách được. Mong quý khách thông cảm. Một số thông tin về các sản phẩm khác của Toyota, ví dụ như chiếc Toyota Rise thì hiện nay vẫn đang trong tình trạng khan hàng và xe về rất là nhỏ giọt. Còn chiếc xe Toyota Innova thì hiện vẫn đang được Toyota Việt Nam ưu đãi chương trình là hỗ trợ 15 triệu tiền thuế trước bạ. Như vậy Innova vừa được nhà nước hỗ trợ trước bạ mà vừa được Toyota Việt Nam hỗ trợ một phần trước bạ, và song song với đó thì đại lý cũng có chương trình khuyến mãi cho Toyota Innova. Rồi, nếu mà quý khách không thấy tôi nhắc đến dòng sản phẩm nào thì quý khách có thể liên hệ với tôi để cập nhật thông tin, vì trong nội dung clip này tôi cũng không thể nào chia sẻ hết các dãy sản phẩm của Toyota được. Rất cảm ơn quý khách hàng và các bạn đã dành thời gian theo dõi video cập nhật thị trường của tôi, và hẹn gặp lại quý khách hàng và các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.